À, cái xông hơi ngày xưa là làm xông hơi mà sauna, sauna là xông hơi mà đốt mấy cái lò xo nóng nóng lên đổ nước vô xối xối á. Có mấy anh cha nội đẹp đái vô luôn. Có người hay có gì hiếu nói nữa. Không lẽ nói giờ bắt được nào thẻo cu chung lại cái camera nữa ta. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở mẹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thành thật chia sẻ với các bạn, làm ăn không bao giờ dễ. Yes. Sống trên đời này luôn khó. Cho dù chúng ta sống ở vị trí nào, trên cương vị nào, thì mà tâm sự với các bạn một số chuyện hoạt động của công ty BBT. Nó có những chuyện nó cười rất mắt, có những chuyện mà nó thật sự với bạn nhiều khi muốn không muốn gọi là gục đầu vô cái núi đôi nào để khóc luôn á. Bữa nay hôm qua hôm kia chứ không phải nay. Hôm qua hôm kia thằng cu em kia nhắn tin nó anh Duy ơi, ủa BBT của anh Covid sắp phá sản rồi sao, khách hàng complain nhiều dữ anh. Cái đó complain gì mày? Cái nói cái bà kia ba xuống lễ tân ba chửi quá trời luôn. Hồi chửi gì? Cái chửi sale, sale nào? Sale game, sale shop. Cái là chửi sale game anh. Cái vụ gì nữa? À thôi khỏi nói biết rồi. Ba nói cái gì mà sửa không chịu sửa. À thôi kệ bà ba đi. Nói tao biết rồi. Tao nói thiệt với mày á, bây giờ làm ăn á, tụi em có công nhận với anh khách hàng nó có nhiều loại khách hàng. Nó nhiều loại khách hàng cực kỳ luôn. Mà mình làm ăn á thì không phải là người ta cứ khiếu nại cái gì là mình cứ sồn sồn lên. Mấy em đồng ý với anh không? Mình phải coi người ta khiếu nại cái gì, cái đó nó hợp tình hợp lý hay không hợp lý đó. Chứ có mấy anh chủ bố láo cũng quá, khách hàng á khiếu nại á không biết đúng hay sai, lôi nhân viên ra chửi trước, lôi nhân viên ra chửi trước mấy em. Nhưng mà như vậy nó không nên chút nào cả, tại nhân viên là những người á, là người ta đóng góp cho sự thành công công ty, người ta gọi là người ta làm vì tiền thiệt đó, nhưng mà người ta cũng bỏ công bỏ sức ra đó, vì cái mục tiêu chung người ta cũng phải áp lực này nọ kia, chứ đâu phải lúc nào mà mình cũng đi la nhân viên. Đó, mà mấy em biết người ta khiếu nại của BBT dù gì không? Nó là cái máy lạnh ở trong toilet nữ nó bị hư, không biết hư sao thì không rõ. Nhưng mà máy lạnh trong toilet nữ bị hư, người ta khiếu nại. Đó, nhưng mà cái cách khiếu nại của họ đó là họ muốn là ừ, bữa nay tao khiếu nại là ngày mai phải xong. Không có được, đúng không? Không có được. Đó. Cái đó là người ta quá khó. Người ta quá khó thì nói chung á, tụi em đã từng tập ở Thành Online rồi. Trong tất cả các chi nhánh của công ty, tụi em đã từng mua shop công ty BBT rồi. Thì BBT ship hàng thế nào, đúng không? BBT sử dụng dịch vụ nó thế nào? BBT chăm sóc khách hàng bằng cái lượng cơ sở vật chất như thế nào, đúng không? Mà cái chuyện cái máy lạnh hư á, đâu phải lỗi của BBT đâu, đúng không? BBT đâu muốn máy lạnh hư, tất nhiên hư là phải sửa. Quan điểm của anh là hư là phải sửa. Nhưng mà ngược lại, khách hàng á cứ đòi hỏi à, tao báo chiều hôm nay ngày mai phải sửa cho tao. Trời má ơi, khó quá. Nó thật sự cái khó anh chút anh nói sao. Nhưng mà anh giờ nói thật với em, làm ăn cái game này cay đắng lắm em. Những chuyện chả muốn nói thôi chứ. Nó thật sự nó cuộc sống của tụi nó sống ảo ở ngoài thôi. Ồ nó vô toilet hả? Bây giờ mình nói toilet nữ hay toilet nam, nó toilet nữ trước đi ha. Trời đất cơ, mấy nó vô đó nó bày hày trong đó. Nghĩ sao giả má, phòng xông hơi nó tắm luôn. What? Đâu phải là mù chữ mà em. Người ta biết hết đó. Người ta biết hết đó. Nhưng mà cái phòng xông hơi á, mình làm mà để xông hơi. Đâu trong đó tự nhiên á xấu nước tắm chơi vậy đó. Không hiểu tiệm cảm giác gì nữa. Cảm giác tắm hơi nóng hả? Hay là cảm giác gì? Tắm ướt nhẹp vào xuống hơi, má nước ra không kịp luôn. Ngày nào phải dọn thấy bà nội luôn. Má chưa kể. Trời ơi, mở ví dụ như bình 12 khai trương mở một game. Nữ vô tập cũng nhiều. 9 bà 15 ý luôn. Trời ơi, sao em bỏ vô thơm mà được, thơm cũng hợp lý, bỏ thơm tho toilet cho thơm mà má lạnh đầu này nọ nằm ngủ luôn cũng được. Toilet của anh đi chỗ nó nằm ngủ nhóc. Tôi đánh nữ á. Nó thiệt á, nhiều khi mấy nhỏ gái như nhân viên anh nó mở cái cửa ra, nó hé mày làm gì đó à. Tưởng nó làm gì đâu, ngủ không. Ngủ với nó buông dư lê, hai đứa, ba đứa tám chuyện này nó mát quá. Nó yên tĩnh nữa mấy em. Cái nó ở ngoài làm việc khi áp lực rồi nói giờ nó cứ lợi dụng đi toilet ngày đi mười mấy phát. Ủa xin lỗi em nay mùa dâu hay mùa đậu á. Em làm gì mà em rời khỏi chỗ chăm sóc khách hàng này nọ, em rời chỗ lễ tân em đi dưới em. Không lẽ chuyện tế nhị của con gái mình hỏi. Nhưng mà bây giờ nó lợi dụng vô cái điểm đó, nó vô nó ngủ, nó ngủ rồi nó tám chuyện này nọ kia. Còn khách hàng thì nói chung cũng từ lưa hộp dưa hết. Cái đó anh không tiện nói, tại vì đương nhiên là chủ đầu tư mà nói chuyện khách hàng không có nên. Hiểu không mấy em? Nhưng mà giờ đòi hỏi nè, kem đánh răng hợp lý không ta? Nghe giống giống khách sạn rồi đó. Em bỏ kem đánh răng đi rồi chị tập xong rồi chị đánh răng này nọ rồi chị đi công chuyện đồ. Thôi kệ nhịn luôn. 400.000 tháng đó mấy em. Thôi kệ nhịn luôn. Gì gọi gì nữa nãy này mấy hả? Gọi gì? Xà bông tắm. Thôi nhịn luôn đi. Xà bông tắm.
Nhưng mà bây giờ anh nói chuyện về xà bông tắm nè. Bây giờ cái phòng gym đúng không? Các bạn mua xà bông tắm, các bạn ra mua gì Choi hay là gì Sinh Siêu, bạn bỏ mẹ trong cái túi xách bạn đi, một túi hai túi thôi bạn tắm chứ có gì đâu mà khó. Chứ vậy mà không chịu đâu. Phải chơi giống mấy hồ bơi đó hay là giống gì đó, để cái xà bông để xịt. Nói không phải không làm, tôi làm rồi hết rồi mấy bà ơi. Tôi làm rồi hết rồi nhưng mà không có lâu như cái dân Việt Nam mình hết á. Mình để xà bông tắm nó đem về nhà nó lấy nó trích vô cái hộp giống như hộp này nè. À, đây đây đưa tao cái hộp này đây. Nó trích vô cái hộp này nè. Đó nó có cái hộp mà giống vậy nhỏ là hơn. Nó trích vô cái hộp này. Nó để cái hộp này đậy nắp lại bỏ vỏ mang về giặt đồ. Bây giờ mày nghĩ coi. Cái đó có quá đáng không? Bây giờ ví dụ như xà bông tắm thì các bạn mua xà bông nhỏ bỏ vô tự tắm thích gì thích tắm tắm đi. Còn bây giờ nước hoa. Nước hoa giờ vẫn trang bị nước hoa xịt phòng để các bạn xịt. Đâu có cần đâu trời. Bây giờ chai nước hoa bây giờ ai con gái đàn bạn gái ai chả có nước hoa bỏ vỏ đúng không? Lấy ra chơi đi. Cái này nó mới hài nè. Biết tới cái gì không? Tới cái máy ủ cái bàn ủ đồ. Ôi, cái bàn ủ đồ. Em có cái phòng gym 5 sao trang bị cho chị cái bàn ủ đồ. Chị tập xong chị ủ đồ. Cái toilet là gì? Là cái không gian riêng, quậy banh nóc trong đó hết luôn. Không còn gì, không biết cái kiểu cái bàn của anh làm á, bàn đá nha. Bàn đá đàng hoàng, không biết làm gì, muốn gãy cái bàn luôn trời. Không biết làm gì trên cái bàn á, muốn gãy cái bàn luôn, chứ chả hiểu. Nó thì ở đây anh nói á là các anh chị em á và quý khách hàng á, cái gì cũng vậy thôi, nó phải thông cảm. Đúng không? Cái này là cái môi trường công cộng. Nó khách nó nhiều lắm, nó phải phục vụ người này, phục vụ người kia. Nó là cả một cái tập thể. Nó là cả một cái tập thể. Điều hành nó khổ lắm mấy anh chị em ơi. Đúng không? Vô tập gym có 400 ngàn tháng nha mấy ông nội. 400 bây giờ nó không có bự đâu. Nghe. Trời đất ơi, vô phục vụ máy lạnh đá kinh này nọ. Rồi phòng tập sạch sẽ lau công nó lau thấy mẹ luôn. Đúng không? Tạ tiết bóng bẫy máy Mỹ Đế đồ đàng hoàng. Nó có mấy ông bà vậy. Nó đòi hỏi chịu không nổi. Bây giờ quay lại cái máy lạnh nè. Bây giờ cái máy lạnh nó nằm ở trong cái tòa nhà BBT building đó, là cái hệ thống máy nó phức tạp. Hư là biết cái đó đó. Đương nhiên các bạn báo là nhân viên nó phải báo lên cấp trên rồi. Cấp trên phải điều động alo tụi mày điện thoại cho thằng thầu máy lạnh coi. Điện thoại cho thằng thầu máy lạnh bữa nay nó Đồng Nai, ngày mai nó Bình Dương, đâu phải nó có liền. Chỗ này mấy em thông cảm được không? Đó, thì ngày mốt ngày kia lại nó khảo sát. Nó khảo sát rồi nhiều khi nó về nó phải tính toán. À nó báo phương án. Rồi phương án phải duyệt phương án cuối cùng thay mẹ mới lạnh rồi đó, bữa nay mới hôm qua hôm kia thay rồi. Yes. Ý tôi nói ở đây á là nó mất một khoảng thời gian. Đúng không? Chứ còn anh chị em mà khó quá. Ví dụ bây giờ anh chị em chỉ việc cái máy lạnh thôi. Mà anh chị em đi xài xẻ người này người kia cái chuyện đó anh chị em có đẹp không? Nope. Đúng không? Mà huống hồi cái máy lạnh trong nhà vệ sinh. Nó không phải là cái vấn đề nó quá lớn, các bạn có ở trong nhà vệ sinh 1 tiếng đồng hồ, 5 tiếng hay 10 tiếng không? Đúng không? Mình vô trong đó mình xả một cái mình đi ra một cái rồi chúng đâu có đến nỗi mà nó ấm ức mà nó bực tức. Tới cái mức mà đi nguyền rủa mà đi xả cho người ta như vậy. Đó, nên cái chỗ này á là thật sự á là anh không phải anh bình nhân viên anh, nhưng mà là làm công ăn lương á nó chịu áp lực cực kỳ. Đúng không? Còn Duy á là chủ đầu tư đương nhiên hư đâu phải sửa đó. Khách hàng làm tôi hư tôi chịu. Tại vì tôi đầu tư thì khách hàng phá tôi chịu. Nhưng tôi gặp nhiều phá lắm rồi. Đó. Khách hàng khó những cái khó không chịu nổi luôn. Bởi làm ăn khổ quá thế mấy em đừng mở phòng gym để mình anh mở được rồi. Nên mình ăn khổ được rồi. Chứ tụi em mà mở ra thiệt cho tụi em đó. Tôi nói thiệt. Vốn lớn như anh đó thì anh không suy nghĩ. Chứ mà gặp tụi em hư cái máy lạnh đó, tụi em quéo râu của tụi em luôn đó chứ. Ai biết máy lạnh nó xài gì hư đúng không? Máy lạnh này nọ nó hư. Nó hư rồi sửa công thợ sửa xá rồi nọ kia. Mấy chục triệu chút ít gì. Đó là một cái máy lạnh. Cái thứ hai nữa là cái máy gập bụng. Cái máy gập bụng của anh đó, máy Mỹ Đế 80 triệu đó. Rồi cha con ba vô cứ tập máy nó nhiều lắm. Biết anh chán anh nhường cho khách tập luôn. Anh không tập luôn mấy em. Wow. Anh là chủ phòng nhưng mà hầu như là những cái máy nào đắt của anh nhường hết, anh không có tập. Oh really? Nhưng mà tập á, lâu lâu nó kêu két 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 á. Nó bị khô dầu khô nhớt mà bị nó sửa không được mấy em. Nó kêu hoài vậy đó. Thôi kệ bà, nó đi ông cứ tập đi ông ơi, nó kêu khó chịu xíu thôi chứ tập cũng được mà, hư tôi chịu. Cứ khiếu nại hoài, trời sửa là đi rồi, sửa rồi kia, sửa đi, sửa dạ, không biết sửa rồi nhưng mà sửa không được. Bây giờ nghĩ cái máy xuất xưởng đi, dụng 100 cái nó hư mẹ nó 10 cái, tôi không phải chịu thôi chứ giờ sao. Tôi mua máy bên Mỹ Đế mà mấy ông nội khổ lắm, không lẽ giờ kêu, ê Mỹ Đế qua sửa máy này tao không, tao ship máy này bỏ mày sửa. Nó khổ, nói chung là thôi kệ đó, giờ Duy Nguyễn đứng ra gánh mũi chịu sầu rồi anh em tập hư mẹ nó tôi thay. Chứ giờ đừng có nó gặp Duy Nguyễn nói, máy này hư để sửa hoài, hư hoài, kêu két thôi. Tập này gặp xuống này nè, kêu két, xuống quay nghe luôn đi. Kêu Bảo Nam xuống quay đi. Nói những cái lỗi là thôi cả tôi biết rồi, ông cứ tập đi, tôi khó chịu thôi. Chịu khó đi ông ơi, hư máy giục mẹ ông ơi khác. Giống như bình lắc nữa.
Bây giờ đang khủng hoảng bình lắc trong BBT, tôi trả bình uống uống bình nè, ủ lá làm con bò luôn. 5.000 bình lắc bị lỗi cái nắp. Tôi phải chịu thôi chứ giờ sao? Nắp làm sao? Mẹ cha con nhà nó dập cái ron kiểu gì á, nó đập ron một à, đẩy cái nắp vô không sát, lắc ra nước không à, lắc nó ra nước thì lắc về nó ra nước. Giờ khách hàng, đại lý, tất cả mọi thứ có bình lắc hết. Bình lắc mới tôi sản xuất mấy trăm ngàn cái rồi chưa về. Còn bình lắc cũ còn 7-8 ngàn cái nó bị hư ron. Toilet nam hay toilet nữ gì nữa cũng có vấn đề của nó. Nó có những khách hàng là khó tính dã man mấy em. Khó tính mà đòi hỏi lắm luôn á. Bởi vì làm ăn dụ dần trăm khách hàng trọt chừng 5 ông 13 vậy thôi à. Mệt cực kỳ. Trời đất ơi mấy ông nội thông cảm đi, bỏ 400 ngàn tháng tập gym. Mấy ông đi khách sạn 5 sao mẹ bỏ ra mẹ ơi 5 triệu một đêm nó còn vấn đề này vấn đề kia. Thông cảm nhau để mà sống mấy bạn, Việt Nam mình mà. Đúng không? Không phải tôi rên, nó chả không khỉ gì rên đâu. Nhưng mà vấn đề là khách hàng có người này người kia. Nhiều khi các bạn làm vậy khách nó bực các bạn luôn. Ô mà khách nó nóng chứ. Hai khách hàng nhau họ nóng nha. Ê con quỷ kia mày sao mày đi mày sao? Mày không xả nước. Tao vô cái toilet dàn hè cho mày. Tao mới thấy mày ra nè. Nó những cái chuyện tế nhị vậy mà xung đột ầm ầm ở trong hậu cung đó mấy em. Cuộc sống này nếu mà con người ta biết thứ nhất á là nhường nhịn một chút, thứ hai là văn minh sạch sẽ nơi công cộng một chút á, là cái toilet chả gì để nói hết. Nhưng mà bây giờ các bạn nào làm dịch vụ không cần gym, chỉ cần nhà hàng khách sạn hay là cái giống quỷ gì có toilet coi, nó xung đột y chè đó đó. Ví dụ giờ đi mở quán nhậu đi, khứa kia có cái bồn ói không ói ói vô bồn cầu, cái ngẹt bồn cầu có chuyện à. Nó nhiều cái nó vậy đó mấy em ơi, không biết nói sao nữa thiệt luôn á. Còn giờ nè, bên toilet nam có vấn đề khác nữa. Toilet nam á là lúc nào cũng chơi xông hương hết cho thơm, vô toilet thơm lắm đó. Rồi cái gì bị gì nè, à cái phòng xông hơi không biết ổng tắm cái kiểu gì đó, nó banh mẹ cái phòng luôn rồi, dàn gỗ á mấy em, cổ thông đồ á. À, cái xông hơi ngày xưa là làm xông hơi mà sauna là xông hơi mà đốt mấy cái lò xo nóng lên đổ nước vô xối xối á. Có mấy thằng cha nội đẹp đái vô luôn. Ủa tôi sợ mấy ông luôn rồi đó. Ví dụ mấy ông đái vô đó mà nó bốc hơi để mấy ông hửi gì cũng còn được, cái đó là gu của mấy ông tôi chịu. Má đằng này không có đâu bạn. Đang xông hơi mắc tè quá, dập ra xè. Trời đất ơi, tối nào đi dọn phòng nó cũng khai rinh trong đó. Tao nói thiệt, con người hay con gì không hiểu nổi nữa. Không lẽ nói giờ bắt đường nào thẻo cu chung lại cái camera nữa ta. Đúng không em? Ức chế cực kỳ đó là phá hoại chứ không phải tập. Yes. Đúng không? Mình làm cái gì mình đâu phải nít đâu. Mình có nhu cầu mình mắc á thì mình phải tìm chỗ đó mình ra bước cái mấy bước rồi tới mấy cái bồn tiểu rồi. Bồn tiểu tự động không cần xả vô đó luôn. Biết bây giờ nó banh chành luôn. Mà cái màn mà xông hơi là phải xối nước á, múc một ca nhỏ không chịu đâu. Đâu cái kiểu gì có cái vòi nha, dặn cái vòi để cái có cái vòi dặn cái vòi, chứ cái vòi có cái xô để cho đựng nước, dặn xong gọi đi thổi méng nhí nào á. Nước nó chảy lên láng. Thời gian lâu mà từ vừa nước đáy vừa nước xả. Này nọ kia rồi xong rồi. Banh mẹ cái phòng xong hơi. Oh no. Bây giờ nói banh phải hơi sao không sửa. Nữa mấy ông cứ vậy nữa. Ủa sao không sửa? Dạ con biết rồi, để từ từ con sửa. Mấy ông làm như nhà mấy ông nội vậy đó, nóng giả man luôn á. Thí dụ như sửa bây giờ phải kêu tao lại tao khảo sát tao sửa được cái nào, không được cái nào. Đó. Nó lên phương án cho tôi hết rồi ông nội. Giờ thay luôn. Thay phòng xong hơi luôn. Sửa gì nổi nữa sửa. Nó sửa vô mấy ông phá vậy kiểu đó cũng thôi thua luôn. Mà bởi vậy bực nhất mấy ông khứa nó tập không có đóng tiền BT nó vô nó phá, làm cho khách VIP người ta vô ta chơi mình mấy em. Khách VIP là khách đâu phải là 400 ngàn. Đúng không? Khách VIP là 1 giờ tập gần có triệu đó. Mà nói thật sự chứ em nghe mấy khách VIP nói chuyện em nghe em sướng lắm. Người ta giàu mà người ta nói chuyện người ta biết mình biết tao, nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện dễ thương. Đúng không? Nói chuyện dễ thương, ví dụ như Trung ơi mở giùm anh đi nè. Trung mở tao mày. Không có cái chuyện đó. Xong rồi vô phòng xông hơi, trời mày khứa kia đái từ lửa trơn khách VIP ngồi. Không lẽ mốt làm hai phòng xông hơi luôn chứ thiệt. Bởi vì làm cái dịch vụ ở Việt Nam này anh đang tính tới chuyện mà mở khu khách VIP riêng đó mấy em. Để sồn sồn nhất mấy khứa này không biết điều. Nó vô nó tập nó đóng tiền thì ít mà nó phá đồ thì nhiều. Nước non thì nó lấy từ lửa học dưa lấy thì không nói đi. Mà lấy mang về nhà nữa không bố, nhà mà thiếu nước hả? Vừa phải ơi. Nó đi tập á mấy em, nó mang cái bình, nó bình 2 lít, bình chà bá luôn, bình như can xăng rồi đó. Nó vô, nó lấy nước, kỳ trước lấy bi xay bị 1 lần rồi. Nhớ không, nhớ vụ lấy bi xay không? Giờ bi xay tao dẹp luôn rồi tại mấy đó đó. Giờ mình mong muốn cái ý thức á, mà nó nằm ở trong cái phòng gym Việt Nam á, là cái thứ xa xỉ.
là cái thứ xa xỉ. Giờ lấy nước, nó thâu nhạm lại thiếu nước thì làm gì mới thôi. Làm mấy cái chuyện ngày xưa phát khăn, ngày xưa biết phát khăn, biết khăn là anh gì không, lấy về nhà luôn. Ờ khổ lắm em ơi, khăn lấy về nhà luôn, rồi trong trong toilet giặt đồ luôn, trong toilet phòng gym á, toilet để tắm đó, đó giặt đồ ở trong đó. Ngày trước á nhớ mà xà bông xong gội đầu á, ông lấy xà bông gội đầu ông giặt đồ luôn. Ông giặt đồ rồi ông xả thả thải tùm lum tùm la, nghẹt mẹ cái cống ở dưới luôn. Trời đất, cứ khổ dã man lắm em. Nói không phải than chứ nhiều khi á, khách hàng nó phàn nàn, nó phản ánh, thì những thằng mà nó phản ánh á thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó đâu hiểu rằng á, đâu á mình ở giữa đó mình chịu áp lực đó. Những cái thằng nó phá đồ, nó phá hư dẫn tới cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng này nọ kia, thì chỉ có hai vấn đề đó thôi. Nó giờ cái phòng sông hơi bên quận Bình Tân á là nói rồi, thôi giờ đập bỏ luôn, không làm sauna nữa, mệt quá. Làm sauna hao điện thấy mẹ luôn rồi. Mà mỗi lần đi sông hơi á là phải kêu mở trước 15 phút rồi nữa, hơi mệt quá. Giờ làm steam bath luôn. Làm steam bath cho nó mù sương vậy đúng không? Vậy đó. Nó có những cái vấn đề trong kinh doanh nó hơi bị ức chế một chút. Nhưng mà nói đi nói lại, không phải BBT lúc nào cũng ăn đâu, BBT cũng có lỗi. BBT mới ra cái áo mới đẹp lắm. Áo là gì tặng? Yes. Chắc chắn là qua video trước các bạn sẽ hỏi áo này sao có. Bán lẻ 500 ngàn cái nha, bán lẻ 500 ngàn cái, còn mua sắp tặng hay là gì đó, event khuyến mãi, hay là lên livestream của Duy Nguyễn mà đưa pháo hay á là cũng có áo nữa. Có nhiều cái lý do để có áo á. Nhưng mà mấy con sale ở trên á thì nó tặng đại lý không à. Mà thêm khách trong phòng gym á, người ta hỏi hoài. Gặp anh cứ hỏi áo này tặng sao, cứ nói mua sắp tặng thôi, nhưng mà chương trình mua gì tặng không nói. Nó chưa cụ thể. Nó nên mấy em sale đó, mấy em phải triển khai cho đồng bộ, cho nó nhịp nhàng, cho nó hợp lý, để cho anh á, anh là giám đốc, anh đi ra ngoài đường anh đỡ bị ăn đạn. Em hiểu không? Người ta đâu biết, giờ ta biết Duy Nguyễn à. Ờ ấy phòng cái ông ơi, có Duy Nguyễn máy lạnh ABC các kiểu là điểu, thôi mệt quá. Máy lạnh 9% ý nữa. Má ông vừa phải thôi ông nội ơi. Trời đất, cái ông này thích hôi tập gì cho ra mồ hôi đồ. Ông kia là thôi giờ mở nóng quá mở lên đi. Ông thích 18 độ, ông thích 28, ông thích 24, ông thích tắt luôn. Chung nói cho bạn đó, làm ăn nó rất là khổ. Kinh doanh trong mùa Covid này nó khổ, mà kinh doanh phòng gym là dịch vụ, bạn nghe bạn khổ nhiều hơn nữa. Nên nó tóm lại bây giờ tôi đang rất là stress. Đó. Các bạn tới phòng gym đăng ký tập cho mua súp đi. Chịu hết nổi rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.